Chào tất cả anh em nhé. Anh em nào mà muốn mua một mẫu loa này mang đi du lịch đi chơi đều được và có đèn, nó rất nhỏ xinh như thế này, đâu đó loanh quanh giá rất là rẻ, chỉ vài trăm nghìn đồng, thì đây sẽ là một lựa chọn tối ưu cho anh em. Loa có đủ 7 sắc cầu vồng như thế này và điều chỉnh được màu sắc tần tật ở đây. Đây em đang điều chỉnh màu đây. Đấy. Và cái điều cơ bản ấy, chất âm nó phải hay nhá, đạt được yếu tố nhá. Bây giờ mình sẽ mở thử bài nhạc sàn cho các bạn nghe này. What you gonna do with all that junk? Bát căng anh em thích, vào phần giỏ bên dưới anh em nhé. Giá cực kỳ bèo bèo, anh kia anh em không? Chào anh em.